là những chiến sĩ công an thực hiện cái công tác mà bán hàng để hỗ trợ giá túc bình ổn giá cho người dân, thì chúng tôi đứng trước những khó khăn rất là nhất định. Thế rồi chúng tôi chưa quen với phong cách bán hàng, chúng tôi có thể là không phục vụ một cách nó kịp thời và nó chính xác cho bà con. Ví dụ có thể đơn chúng tôi phát theo số thứ tự, tuy nhiên có những đơn ví dụ như đối với số 1 thì có những cái là hộp theo một cả một tổ dân phố thì họ có gồm cả 10 đơn lẻ ở trong đó, thì cái số 5 họ có một đơn thôi thì họ chỉ có hai món, thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho cái đơn hai món đó. Còn cái đơn số 1 mà 10 cái đơn đó thì chúng tôi thì chọn một cách chậm rãi từ từ để đảm bảo độ chính xác và đầy đủ cái lương thực thực phẩm thiết yếu cho bà con để theo cái nhu cầu của bà con. Tuy nhiên vì là ngày đầu cho nên là chúng tôi phải đêm hôm qua là chúng tôi phải làm việc đến 1:30 sáng để nhập hàng hóa, rồi chúng tôi phải có người trực ở tại container để bảo vệ các cái hàng hóa ở đây, và sáng nay 5 giờ chúng tôi phải dậy để sắp xếp và phải vệ sinh, để phải xuống lại dưới kia để nhận hàng đông lạnh. Thì tất cả mọi thứ nó hết sức chập rập và tất nhiên là nó sẽ có nhiều cái sai sót, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng ngày thứ hai, ngày thứ ba và những ngày kế tiếp thì chúng tôi sẽ khắc phục những cái khó khăn và chúng tôi sẽ làm với một cái trạng thái là phải luôn luôn làm cho bà con cảm thấy hài lòng nhất và đem đến những cái sản phẩm chất lượng nhất cho bà con.